trang. Đây tôi quay giới thiệu mọi người một mẫu đầu đĩa Sony từ bán giá 2,5 triệu. Hình thức rất đẹp luôn. Bãi nguyên zin. Đặc thù như đầu Sony thì lúc nào cũng mắt thay. 2,5 triệu đồng. Ship toàn quốc qua Viettel, phí vận chuyển mua chị. Khách hàng đặt cọc tôi 1 triệu là tôi gửi hàng đi. Tôi sẽ quay qua mặt sau. Đầu này chỉ có đường gian là AV. Đây là thông số kỹ thuật. CDP 750 100V điện 10W. Số serie 273 sản xuất tại Nhật Bản. Nhật Bản, Trung Quốc được hết. Quan trọng điện 110 thôi. Đầu ở đâu cũng dùng được. Quan trọng điện 110 các bác nhé. Còn đầu châu Âu thì nó điện 220 thì không có. Tôi sẽ mở to đầu điện. Mắt đọc tốt. Một con đầu đĩa nếu mắt kém nách bài sẽ không bao giờ nhận được tín hiệu. Hàng bán tôi đều bảo hành với chất lượng. Đĩa là đĩa tự ghi. Vâng, xin chào, hẹn gặp lại.